Hai đứa này làm cái đéo gì đây? Chúng mày làm cái đéo gì đây? Ăn đồng nhìn như cứt vậy. Nó biết mình đang quay video, chúng nó ra chúng nó nhảy anh em ạ. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với CN Gamer, tập tiếp theo của Bluffer. Các bạn nào mà theo dõi video của mình đều biết là mình đã sở hữu được hai thanh kiếm Tushita cùng với thanh kiếm Zama. Chúng ta có thể ghép hai thanh kiếm nó lại và gọi nó là song đao bị nguyền rủa. Trong clip của ngày hôm nay, đương nhiên rồi, mình sẽ ghép hai thanh kiếm đó. Bình thường là mình dành ra nguyên một ngày, mình ngồi mình chơi game, xong rồi đến cái thời gian thích hợp mình mới bắt đầu edit và đăng lên cho các bạn xem sau. Thì khỏi cần nói, chắc là các bạn đều đoán được hết rồi, là mình vừa làm mất mẹ file rồi anh em ạ. không sao vẫn còn cứu được anh em ạ, vẫn cứu được. Là hồi bữa mình quay clip là mình có chia ra thành hai đợt, cái đợt sau ấy là phần hai là mình vẫn còn giữ lại, còn phần trước là mình bị mất thôi. Hên các bạn ơi, hên mà mình có cắt ra thành hai phần không, quay một phần là mất luôn cả hai rồi. Vẫn còn cứu được anh em nhá. Cái app mà các bạn vừa được xem nó là hồi trước mình random ở cái mục random app 25k, nhưng mà giờ nó hết giảm giá 50% rồi, cho nên là ác đã lên 50k nhá. Nhưng không sao, bên cạnh đó shop mình đã ra thêm ưu đãi khác, đó là ở cái mốc 100k thì giờ giảm giá chỉ còn lại 70k. Các bạn random sẽ được ác mắt level cộng kèm với đó là good human, thế nên thì sẽ được những cái trái ác quỷ thần thoại. Nếu như các bạn rút robux không phải ác hoặc là mua ác không đăng nhập được, có thể giải quyết với cách đó là nhắn tin với shop qua biểu tượng góc tay phải phía dưới màn hình phần trợ giúp. Đây là messenger, các bạn cứ đăng nhập vào và nhắn tin với shop để giải quyết. Giờ mình sẽ mua một ác 70k và test thử xem nào. Chưa gì là thấy cả song kiếm này, đây là good human nha các bạn, đang sử dụng trái băng. Trái băng này theo như mình thấy đã thức tỉnh được lên V2, đây là skill của băng V2 đúng không? Mình chưa xài trái băng bao giờ cho nên là mình đéo biết, nói sai thì các bạn thông cảm nhá. Nhưng mà để ép lướt được trên mặt nước thì như là thức tỉnh V2 mới làm được điều đó thôi. Xem ở mục item có gì nào, có lưỡi hái tử thần, song kiếm, có trái quỷ lôi portal cùng với đó là qua ke. Ồ, 5000 xương, thử đi random xương phát không? Hướng dẫn cho các bạn random xương nhá, các bạn bấm từ từ giống như mình này, bấm từ từ thôi, tin mình đi. Nhẹ nhàng tình cảm thôi, không ra không có gì phải buồn cả. Bấm từ từ thôi anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Nó được gọi là uy tín đấy. Đúng hai phát nhá. Phát đầu tiên không ra, phát thứ hai là ra. Và các bạn cầm cái cục lửa này rồi thì các bạn đừng random nữa, vì chắc chắn là nó sẽ không ra cục lửa nữa đâu. Mà nó ra thì nó cũng không cầm lên trên tay, nói chung là không cầm dồn hai cái ấy. Mình đang ở server thường, mình cứ triệu hồi ra cho những bạn nào mà chưa ra lưỡi hái, các bạn đâu có thể vào đắn. Còn mình chỉ vào 40% để lấy vàng thôi. Yes sir. Và theo như mình đoán là đúng rồi, không ra cái lưỡi hái, nó chỉ ra đúng cái lón thôi. Để chứng minh là cái công thức của mình là đúng thì mình tiếp tục random cho các bạn xem. Nhẹ nhàng từ từ thôi nhá, bấm từ từ thôi, các bạn đừng có spam. Spam rất là khó ra luôn, nhẹ nhàng giống như mình này, thấy không? Từ từ thôi. Đấy. Nói gì đi anh em. Mình đâu? Quay trở lại với cái ạc này của mình đi. Là hiện tại cái ạc này ấy, nó đéo có thanh kiếm Tushita các bạn ơi. Đẹp đéo chịu được. Thế là bây giờ mình phải đi lấy cả thanh kiếm Tushita. Các bạn biết cách thức lấy ở trong video lần trước mình đã làm rồi. Kiếm một cái chén thắn, bật 3 màu haki lên, xong rồi bật con Ripinda và đi đốt đuốc. Để mà không mất thời gian ấy thì server này mình đã che được 4 tiếng đi lượm rương và được cái chén thắn. Và hiện tại thằng Nguyên đang cầm cái chén thắn đó. Ê, mình làm cái đéo gì đây Nguyên? Đốt cái chén thắn nó đi ba. Đây, nó cầm cái chén thắn này. Rồi sẽ đút cái chén thắn vào cái bồn triệu hồi. Nữa lại ngựa nữa. Ok, chúng ta đã chịu Ripinda. Tiếp theo sẽ tele qua thị trấn phụ nữ đi đốt đuốc. Ủa, chết mẹ rồi anh em ơi. Mà cái ạc này chưa có cả hát thì quan sát anh em à. Ăn cực rồi. Đéo có hát thì quan sát chơi bời gì. À, chịu đây. Đéo có hát thì quan sát chịu đây. Giờ mình sẽ nhảy lên trên cái bồn nước này. Cái lồng ma, cái ạc này cũng chưa có đúc vào zoom luôn anh em ơi. Đau đầu, ở đây lọt vào được hên mày. Đau đầu. Chưa có haki quan sát, chưa có haki vũ trang mà cũng chưa có luôn cả đúc vào zoom. Để hiểu kiểu gì luôn anh em ạ.
nhận quả kèo lấy thằng Tushita này hơi căng á anh em. Vimin đã từng đi đốt đuốc rồi cho nên là quá là đơn giản. Nếu như mà các bạn chưa biết vị trí của những cái chỗ để mà đốt đuốc thì các bạn có thể xem lại video cũ của mình. Trong clip đó thì mình có hướng dẫn 5 cái vị trí đốt đuốc rồi, các bạn chỉ cần xem lại thôi. Mình làm nhanh gọn lẹ và dễ hiểu lắm. Đuốc 2, đuốc thứ 3 nó sẽ nằm ở trên cái quả khóm này. Cái vấn đề e ngại hiện tại bây giờ là mình đéo có đúc bờ zoom, mình đéo có tốc biến. Mình không biết là mình lên kiểu gì. À đây, để lọt khe, đuốc 3, đuốc 4 và cuối cùng là đuốc thứ 5. Jesua mình đã bật được 5 cái đuốc rồi. Trước mắt chúng ta hãy quay lại cái C1 để lấy những cái thứ cần thiết. Đúc bờ zoom, haki vũ trang, tốc biến. Sau đó mình quay trở lại với C3 cùng căn hầm bí mật đắn con NPC này để lấy thanh kiếm Tú Xí Tà. Ồ chết con mẹ rồi anh em ơi. Mà quên chưa lấy haki quan sát rồi. Đi lùng mía. Bây giờ chơi bời gì? Ủa alo, bây giờ chơi bời kiểu gì? Mình vừa reset chỉ số tăng đam vào kiếm rồi. Khó cho mình rồi em ạ. Con boss nó spawn lại vào bên trong à? Đâu rồi? Nó đứng ở đây này anh em. Ô chém xuyên tường. Ô bút bẩn đấy ơi. Bút bẩn anh em ơi. Bút bẩn. Đây rồi. Không có gì khó cả anh em ạ. Mà mình đã sở hữu thân kiếm Tú Xí Tả. Giờ mình lại phải quay trở về C1 để mà lấy cái haki quan sát. Hãy trở lại khi bạn trở nên mạnh mẽ. Ủa? Ô thế là ạc này chưa có shaper à? Ui rồi ôi, mẹ cái ạc này chưa có cây shaper anh em ơi. Ui đau đầu anh em. Đau đầu. Muốn lấy haki quan sát mình phải có cây shaper anh em. Và ạc này chưa có shaper. Vãi hò. A few moments later. Mệt mài nãy giờ thì cuối cùng là mình đã lấy được thân shaper và học được haki quan sát. Mình quay lại C3 và farm thông thạo cho thân kiếm Tushita lên 350. Các bạn muốn ghép xong kiếm của Odin thì các bạn cần phải có cái lửa triệu hồi. Thì bây giờ mình qua random xương với cái chiếm thuật mà lúc nãy mình vừa chỉ các bạn rồi đấy. 238 nguyên thạch, 17.000 tiền, ít hai kinh nghiệm, lại ít hai kinh nghiệm. Max level cho ít hai kinh nghiệm ăn cứt hả? Hả? Có sai công thức không ta? Lại cái này. Đau đầu quá, 30 phút rồi đấy. Đùa này không vui nhá. Tiền. Mình chỉ còn lại 3 phát random cuối cùng. Đây rồi. Nó vẫn đúng công thức nha anh em. Ok, mình đã có linh hồn bóng tối. Nhưng mà giờ chưa xài đâu. Phải farm cái thông thạo của cái kiếm này lên 350 trước cái đã. Mình đã nhờ đến cả dứa với cả nguyên nó gom lại cho mình đắn rồi. Anh ạ, nhưng mà chỉ cần ngu một phát thôi là chết. Anh em có thể thấy quái đắn đau bỏ mẹ ra. Đầu tư luôn một trái bú đá. Chứ còn xài trái ăn sáng đi cày thông thạo kiếm thì đó là một sự lựa chọn ngu dốt đấy anh em ạ. Anh em mình sẽ chơi trái bú đá nguyên bằng trái speeder. Lấy ra và bỏ vào mồm. Nhoàm. Hiện đây thì mình cho các bạn cái điều kiện để mà ghép được cái song kiếm Odin. Đầu tiên thì không thể thiếu được Tushita và Zama là hai thân kiếm rồi. Và các bạn farm cái thông thạo lên 350. Đây, mình lên 350 thông thạo rồi. Và cái level con nhân vật của các bạn phải đạt được mức 2200. Sau đó thì các bạn về cái zip thử đảo rùa. Đi thẳng ra đằng sau, nó sẽ có một cái tòa nhà rất là cao. Các bạn thấy cái tòa nhà cao to đùng đấy không? Ở mặt bên tay phải thì nó sẽ có một cánh cửa căn hầm bí mật. Hiện tại chưa mở, các bạn phải nhận nhiệm vụ ở cái thằng NPC mặt bên kia. Là thằng này. Open, no, rồi, ok, nó mở cho mình rồi đấy. Đi thẳng vào thì bên trong này nó sẽ chia ra hai mục, bên ánh sáng và còn lại là bên bóng tối. Mình sẽ làm bên bóng tối trước. Và mỗi bên là sẽ là 3 nhiệm vụ. Mình làm bên bóng tối trước nhá. Và nhiệm vụ mình vừa nhận là phải để cho quái đắn. Mình sẽ để thằng màu gà này nó đắn. Không cần phải đắn chết. Các bạn yếu máu các bạn có thể chạy ra xa xong rồi chờ đầy máu rồi vào tiếp. Chứ nếu như mà để nó đắn chết, các bạn nào mà nhiều bounty hoặc là đang săn bounty ấy thì nó đắn chết thì hơi phí. Với lại mình cũng đang có cái linh hồn bóng tối này anh em. Nó mà chặt chết mất mẹ cái linh hồn bóng tối là thoang anh em ạ. Cho nên là mình sẽ không để đắn chết mà chạy ra ngoài hồi máu. Đây rồi, được nguyên thật Alucard. Đấy, nói chung là khi mà các bạn hiện ra cái chữ nguyên thật Alucard vào trong rương, nó có cái cục màu đỏ này này. Đó là xong nha các bạn nha. Nhiệm vụ tiếp theo bên phần bóng tối thì các bạn phải có haki quan sát. Không có thì khó nhìn lắm. Sau khi nhận thì xung quanh nó giống như là triệu hồi là con Ribinda ấy. Anh em nhìn xung quanh là nó sẽ bị sương mù mờ ảo che khuất. Sau đó thì các bạn phải đi kiếm những cái con NPC ấy, những cái chỗ mà nó spoil NPC, các bạn đi kiếm những con đó. Nó sẽ có cái đốm tím đấy người. Anh em thấy cái đốm tím này không? Đấy các bạn giết nó. Chừng nào tiếp tục nó ra cái nguyên thạch Alucard mà lúc này mình vừa cho các bạn xem cái nguyên thạch đỏ ấy là được. Đấy rồi.
Ra rồi các bạn ơi, mà nãy giờ mình đi từ cái khu vực đảo Rùa qua bên đảo Bắn, qua đậu phộng, cây cổ thụ. Mẹ xong rồi qua bên đây là pháo đài nó mới chịu ra cho, mất thời gian đéo chịu được luôn. Nhiệm vụ thứ ba nhận bên thân kiếm ra ma thì các bạn yêu cầu là cần phải có cái linh hồn bóng tối mà mình đã random cho các bạn xem ấy. Các bạn cứ random từ từ thôi, chậm chậm thôi nhá, đừng có spam, nó sẽ khó ra hơn. Cứ triệu hồi ra con thần chết bình thường, xong rồi mình vô cho nó đánh chết. Nhớ là phải cầm thân kiếm ra ma trên tay nhá các bạn, cầm trên người hay trên tay mình cũng không biết, nói chung là cứ cầm trên tay đi cho nó chắc. Cứ để nó phang nhá, đừng có chống cự làm gì, chống cự là bụng bự ấy. Nó đã đưa mình đến với một thế giới khác. Ở đây nó sẽ có mấy cái ngọn đuốc, các bạn đốt cái đuốc lên thì sẽ xuất hiện ra mấy con NPC, cứ chém hết bọn nó đi là được. Con này thì cùi không mà anh em, có ba cái đuốc, đuốc thứ hai này đấy, đốt xong là nó xuất hiện luôn đấy anh em ạ, cho nên là nhớ chuẩn bị tinh thần trước đi. Con này cùi à, anh em có thể thấy là mình múa như Flotillo ấy. Cái đuốc thứ ba các bạn nhớ cẩn thận nha, vì nó có spoil ra một con NPC nó khác bọt hơn so với mấy con còn lại đấy mẹo. ngơ nó đấm chết đấy, con này nó đấm đau với nó trâu. Sai Phật tổ kiểu như mình mà lướt chém chém như thế này nó không chả làm được gì cả. Ok, xong ba cái vị trí đốt đuốc đây. Nhìn trên cao xuống là như thế này. Các bạn lấy cái cắn tổng làm mục tiêu nhá. Ba cái vị trí đốt đuốc là ba cái chấm. Đúng rồi. Thế là xong. Nhiệm vụ bên Zama và bây giờ nhận nhiệm vụ bên thằng Tushita, huyền thoại bến tàu. Quên mất đây nè mày. Qua đây giết cái thằng thần chết này, kiếm ít belly đi đăn đụng trái ác quỷ. Ai nhỉ? Ái xà mày, mày to. Ô, giật cái lưỡi hai bóng tối luôn đấy anh em. Ảo thật đấy, one hit luôn nha. Cái ạc chính của mình cũng one hit mà ạc này cũng one hit. Nhiệm vụ đầu tiên bên thằng Tushita là các bạn phải đi kiếm mấy cái thằng mà tóc vàng. Nói chung là cái thằng mà cho các bạn thuê thuyền đấy. Các bạn nói chuyện với nó qua phần tiếp, rồi chọn vào cái Pardon Me này. Đó là nói chuyện với nó, mà nó không có ra nguyên thật thì các bạn đi kiếm con NPC mà bán tàu khác. Hải tặc đã được phát hiện. Ui vai trưởng, nhanh nhanh với đây. Cái nhiệm vụ Tushita này cần phải đánh hải tặc nữa nè em ạ. Mà hải tặc xuất hiện mẹ rồi. Cố gắng hoạt động nhăn nhăn lên tí, không mất công hải tặc biến mất nữa, phải chờ thêm một tiếng rồi đấy anh em. Nếu có anh em ơi, tôi xong rồi, lũ hải tặc đang kích pháo đài trên biển mẹ rồi. Còn 5 phút rồi, bên đây nhăn. Dứa kêu là qua bên khu vực cây đại thụ ấy, vì bên đây nó hay ra đá. Không biết có đúng hay không, để mình test thử một phát nào. Đây rồi. Đó là sự thật đấy em ạ. Anh em mà đến cái nhiệm vụ mà nói chuyện với cái thằng bán tàu ấy thì đến cái cây đại thụ nhá. Mình dứa có vẻ hơi bị uy tín đấy. Rồi mình sẽ về nhận nhiệm vụ thứ hai. Mình đã vừa nhận nhiệm vụ và bây giờ tele về lại cái pháo đài trên biển, phang mấy con hải tặc này nữa là xong cái nhiệm vụ nha các bạn. Đến với công đoạn này thì đó là cái tệp file thứ hai của mình rồi, và tệp file thứ hai của mình vẫn đang còn, cho nên là ok, qua tệp file thứ hai xem tiếp nha anh em. Để mình đánh nốt con này xem nó rơi ra trái ác quỷ gì không. A đù, chém bâu anh em ơi. Được của nó đấy. Sau khi đánh được cái lũ hải tặc ở pháo đài trên biển, các bạn đổi lại thằng Tushita và tiếp tục về nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối ở bên thằng Tushita rồi. Vô hồn. Cái này thì yêu cầu là trong server các bạn phải có bà mụ Big Hamon nha. Các bạn lên chém chết con bà mụ Big Hamon dưới 2 phút hay sao ấy, mình cũng không để ý cho lắm. Nhưng mà nói chung là phải giết nhanh vào trong có thời gian ấy, còn các bạn giết lâu quá là không được đâu. Rất vật phẩm kiếm bú đí và đang tải map. Rồi, chúng ta đã được đưa lên với thiên đường. Map lúc này là ở dưới địa ngục, còn này là trên thiên đường, và tiếp tục là đốt đuốc thôi. Vị trí cái đuốc thì các bạn chịu khó nhìn kỹ thì là các bạn thấy à, vì đuốc nó màu nâu, đá nó màu đen, nhìn kỹ là sẽ thấy, chả khó tìm cho lắm. Đây đuốc đây này, thấy không, nó dễ tìm lắm. A à, đù. À, con NPC nó xài cháy ăn sáng anh em ạ. Đó là chiếu C ấy. Cửa sáng lên là xong nhá các bạn nhá. À, cứ đâm thẳng vào nữa là xong. À chưa xong, còn. Còn nhá anh em nhá. Ok, e vào trong cuộn giấy biến mất. Xong rồi làm gì nữa nhỉ? À đây có cái hộp ở đây. Nó yêu cầu anh em là phải có 6 cái cục Aluka game. Là 6 lần làm nhiệm vụ là được 6 cục đấy. Và các bạn sẽ được mở cái cửa này ra. Bên trong này sẽ có một con quái. Các bạn phải tự túc phang chết con quái này. Giết nó lửa là các bạn sẽ được song kiếm. Thằng người như khúc xương này cũng trâu phết đây nhá anh em. Hơn 150k máu, 160k luôn. Trâu đây chứ không đùa. Ô cái đéo gì đấy. Đéo gì đấy. Mình được xong kiếm rồi này. Nhưng mà đâu ra mấy cái con que này đây. Mày chui đâu ra vậy. Hay à mấy con nợn này. Trời chúng mày luôn này. Má chúng nó đánh đau ấy anh em ơi.
Ồ nhưng mà đắn bọn này không được gì hết à? Nó đéo cho mình tiền hay là không đéo cho mình ép xít luôn. Một cái lời khuyên mình đặt ra cho anh em là sau khi mà anh em ghép xong xong kiếm ô đần thì nên cút mẹ khỏi chỗ này đi chứ đừng có đứng đây làm gì cả. Đéo có tác dụng gì đâu nhá anh em. À mình chém mà lên đến 900.000 đam luôn rồi này. Chém lên là 1 triệu đam liều rừng. Ok, 1 triệu đam. Thế là mình đã lấy được song kiếm của Odin. Ok, ok mấy bạn ơi. Cái chuyện đâu cũng còn có đó, mấy bạn đi ra đây làm cái đéo gì? Chứ mình review cái kiếm cái cửa à? Song kiếm của Odin này được mệnh danh là cây kiếm mạnh nhất. Không nói đến cây nạp tiền là cây Zoro nhá, không nói đến cây mà bình thường mà các bạn cày và nhận được ấy. Thì đây là cái song kiếm được mệnh danh là mạnh nhất. Theo như các bạn mệnh danh thôi chứ mình cũng không biết là như nào. Lồng ma giờ nhìn kỹ lại thì cái chiêu Z cần 175 mà chiêu X nó cần 375 anh em ơi. Cái chỉ số thông thạo yêu cầu cao vai cả cứt ra. Cái kiếm chỉ số thông cạo yêu cầu mức độ cao nhất đúng không? Làm gì có cây nào mà cao bằng cây này đâu. Mấy cái kia toàn 350 không? Cái này là 375. Random thử một phát xem ra trái gì Osuke không? Này đắn ra trái bầu. Còn random thì ra trái xin hôi. Tớp luôn cái trái xin hôi này vào nhá anh em. Cái skill mà kiểu hồi sinh của trái xin hôi ấy, mình farm đến mát rồi đây. 100... Ui, 3 con 1 luôn. Khi bạn chết lần tiếp theo sẽ được hồi sinh với 50% máu. Ok, bây giờ mình sẽ ra cho con NPC này đắn. Cho nó đắn chết là mình sẽ được biến thành khúc xương. Rồi. Đấy, mẹ khúc xương di động. Nhìn không đéo chịu được anh em bạn này. Một cái khúc xương di động luôn. Xong các bạn chuyển sang trái ác quỷ khác thì nó vẫn không biến mất cái khúc xương này nha. Nó vẫn giữ khúc xương cho anh em. Giống như là lỗi game ấy. Nhưng mà anh em chết đi thì nó sẽ reset lại từ đầu. Hãy xem giết long song kiếm của tao đã. Ây à, giết long song kiếm của tao. Ê, đéo dính đấy anh em ơi. Bảo ấy. Rất vấn chiến thắng nè anh em. Cái kiếm mới săn được. Đắn quái nó phải như thế chứ đúng không? Nó phải chuẩn. Mini Zoro thì mình cũng đã có rồi. Mình cứ triệu hồi ra đắn. Lấy level ép xít cùng với đó là thông thạo. Bên cạnh đó lại còn có tiền. Còn có cả điểm ép. Nhiều món quà hấp dẫn và ước sở đải như vậy cơ mà. Zesua đúng như mình đoán là nó đéo ra gì cả. Clip của mình hôm nay ở đây thôi nhá. Đáng lẽ video này mình chỉ làm trong 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng thôi. Nhưng mà mình bị mất mẹ cái file cho nên là phải làm lại từ đầu. Mất thêm tầm khoảng 2 tiếng nữa. Thế là tầm khoảng 6 tiếng như cái video này. Chưa tính thời gian edit. Nói chung là anh em đang xem nhớ like ủng hộ cho mình. Có những động lực làm những video hay hơn. Đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký. Bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.